Mình chào bạn ha. Hôm nay tiếp tục địa điểm dân lưới mới nha các bạn. Hôm nay mình đổ qua địa điểm này để coi cá sao. Thì bữa hổm mình dân bên kia thì ít quá, với lại mình xuống trễ quá, có nhiều người người ta dân trước á, mình đi dân xuống không có. Bên này mình dùng này nè, dùng này ít người nè. Để coi nha, mời các bạn cùng đi theo chân mình nha. Nhà bữa nay mình cũng đi với anh hai gì mình nè. Mình mới bắt đầu thả tay lưới, thả từ đầu này mình thả dài bọc tới đây, bọc qua mấy khu này hết luôn. Để tay lưới của mình tới 100 thước là hy vọng là lần này dân sẽ có nhiều cá bội thu hơn nha các bạn. Mấy cái trang trại này không biết là ta nuôi gì, như nuôi bò hay sao á, thấy giống nuôi bò không biết khỏe không, nên mình không có lại gần, ở nó hơi xa. Bị gói rồi, nó bị gói phao. Xải đi, xải đi nè, nhân bọc ở đây để mình cắm đây, tại cắm đây nè, cắm anh dân đứng thẳng quá này, thấy hơi thẳng rồi đó, dùng chút nữa đây này. Mình dân tới đây mình cắm cây để cho lưới nó bọc lại, tại cái khu trên đó là đất nó cạn này, mình bọc qua đây. Trời này cũng hơi có mây vậy nè, không biết có mưa không nè. Đấy. Hình như cái đoạn này nó bị lỗi hay sao, cái dân đợt nào tới đợt này nó cũng trùng, cái viền dưới nó bắt đợt này bắt lộn hay gì nè. Có một đoạn này nãy mình tưởng nguyên, đó mình tưởng nguyên tay lưới mà đợt này nó có một đoạn này. Ở bên đây như là một cái ruộng sen bỏ hoang của người ta nha các bạn. Này giờ người ta không có xài nên người ta bỏ hoang ruộng sen mà. Này nó rụi hết rồi. Còn có mấy cọng đều hoang. Rồi, cho nó trùng lưới vậy nè. Rồi nó đâm nó mới dính. Chứ nó thẳng lưới nó đâm cái nó văng ra chứ. Mình nghe được cái anh kia, anh chỉ nói cái khu này cá nhiều dữ lắm, cá sặc. Ảnh thì nhân lưới cá hồng tông, mình thì nhân lưới cá sặc. Lưới của mình bắt đầu từ cái đoạn đó. Đoạn đó mình chạy dài qua đây nè. Tới cái đoạn này. Đoạn này xong đây mình bọc lại tới đoạn đó nó là hết tay lưới. Này lưới mình cũng ngắn nè. 100 thước à. Nhìn mấy cái bông sen bở đẹp, nở đẹp quá các bạn. Đây cái khu này bé hẻm lội hay lúng nên mình không có lội lên. Đứng nên quay luôn. Hơi xa. Bây giờ mình dăng xong, bây giờ mình lại gảo lại thử coi nó dính sao. Sẵn chỉnh lưới lại luôn. Đợt này mà mới dăng mà thấy dính gì chắc cũng có khả thi ạ. Cũng dăng một lần rút kinh nghiệm rồi. Cũng cái xô quyền thoại mình nữa nè, đem theo lại. Mình gảo rồi mình chỉnh lưới lại rồi mình lên bờ mình nghỉ chút xíu à. Ngày xuống tầm. Ồ, mới đây mà cũng dính nhiều quá nè. Cá này bự ha. Sạch đực. Sạch đen như là sạch đực. Ồ, dính đây tẩn tẩn đây nè, nhảy tẩn tẩn. Ồ. Quá bà. Mới mà dính chỗ này. Kìa, bên kia kìa.
ghế lưới nó cá giật giật nè. Nước cạn nhìn thấy con cá luôn. Để đại cho nó nằm sình chứ cái này mình dở cho nó cũng không mấy. Mấy cái đó mình dở xuông được khỏi cái ngực nhỏ xíu, những cái bên đây cũng gỡ xuông được. Bây giờ mình chờ kết quả hồi thăm lưới coi sao nha các bạn. Đến hồi thăm luôn mà giờ đi gạo cá lên nó dính quá trời mà. Mới gạo có nãy được phần nửa lưới á, mình dính cả. Quá trời luôn rồi. Này nè. Mới văng gạo liền. Chắc hồi thăm là nó dính nhiều lắm rồi. Hay là giờ mình gạo xong rồi hồi nó hết dính không biết. Dễ gì? Hoài luôn, dễ gì chắc ông nghĩ gì quá. Ủa văng nữa kìa. Lội văng nữa kìa. Nãy giờ gỡ mới xong đó, cái thằng Tông vũ. Dính chùm chùm. Ủa, khu đó mới dính dữ kìa. Nãy giờ mình ấy xong, mình văng xong, mình thăm gỡ nè bạn, chưa cuốn nữa, mà được nhiêu đây nè, chưa gỡ nữa đó hả? Mới gỡ xong á, chưa cuốn nè, gỡ hai vợ mới văng rồi gỡ lên ấy đó hả? Gỡ liền á, đây phải hồi sáng lên đó văng liền, nó chỉ dính một khúc như đây chắc cỡ hơn 2 kg rồi. Dính quá trời luôn, mình không có quay, mình lo gỡ dính nè. Lần thứ hai này nó văng liền nó mà nó cuốn liền thôi. Lần thứ hai này cá được bội thu quá bạn, dính quá trời. Này về chắc làm khô mới quá. Rồi đến hồi chờ đi cuốn lưới nữa coi sao. Bây giờ mình văng nãy mình gỡ mấy dạo rồi, thôi giờ mình cuốn các bạn. Chắc cái dạo cuốn này nó dính cũng không nhiều, với nãy giờ thăm mấy dạo rồi. Giờ đủ ăn nè, cuốn về. Với nãy quên, mình lúc mình cuốn lên đập một cái, chưa đập. Giờ cuốn xong rồi có dính lên bờ gỡ luôn. Lội mới gỡ mà quải lắm. Cá không dính mà ốc nó đeo quá trời. Nó sèn cái ruộng sèn bỏ của người ta rất ngon. Cái gương nó bị hư rồi nè, tới khúc này dính lại nè. Những khúc này cá trong đó nó còn trốn trong đó đó. Còn khúc này nó mình đập nó ra hết. Lần thăm cá này dính á, ít rồi bạn ơi. Đợt này chắc dính đây vài chục con rồi. Ít rồi. Mình tạm biệt các bạn nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở tuần sau đi. Tuần sau mình có đi, mình đi vị trí mới. Tạm biệt các bạn nha. Tuần sau có tiếp.